là các bạn. Hôm nay là một ngày trước ngày lễ 30 tháng 4. Ngày lễ 30 tháng 4 là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và bây giờ mình đang đứng tại một chỗ đặt có biệt danh là lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân ta tiến vào và thống nhất đất nước. Các bạn hãy cùng theo mình tham quan điểm này nhé. Đó là Dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập. Chào mừng các bạn đến với kênh Roco Trải Nghiệm. Và đây là một buổi sáng trước ngày 30 tháng 4, kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hiện tại các dinh đình Roco đang có mặt tại Dinh Độc Lập để dắt bạn nhỏ Roco nhà chúng ta cùng tham quan một vòng lịch sử. Mời cả nhà cùng tham gia với gia đình Roco nha. Bốn mươi ngàn thì chỉ tham quan dinh thôi, còn 65 ngàn là tham quan cả phòng trưng bày trong dinh luôn. Và gia đình Roco đã mua vé gì nhỉ? Vé 65 ngàn, trẻ em là 15 ngàn, còn người lớn là 65 ngàn. Rồi bây giờ đi vào nha, đi vào đường nào Roco có đi hướng cho mọi người. Mua vé thì sẽ tuốt ngoài đó, hồi nãy má và Roco đã xếp hàng mua vé rồi. Bây giờ sẽ đi vào kiểm soát vé và vào bên trong dinh nha. Hiện tại chỉ mới tầm hơn 8 giờ 30 sáng thôi nhưng mà tại đây rất là đông. Trong quá trình tham gia các hoạt động phong trào đoàn thanh niên trước đây thì ba má Roco đã rất nhiều lần đến với Dinh Độc Lập trong những hành trình mà về nguồn hoặc là tìm hiểu các di tích lịch sử. Riêng với bạn Roco thì đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất thì bạn Roco đã đến đây vào tầm năm 3 tuổi cho nên có lẽ là sẽ không ấn tượng gì đâu. Trong những ngày nghỉ lễ này thì hôm qua khi má Roco hỏi là con có muốn đi đâu gần để đi chơi lễ không? Tại vì đợt này thì vừa xong lễ thì Roco phải thi học kỳ 2 cho nên gia đình không có đi đâu được. Thì Roco mới ngỏ ý là Roco muốn tham quan Dinh Độc Lập. Sẵn sàng thôi. Các bạn có thấy trên màn hình không? Roco hôm nay rất tự hào, rất hãnh diện khi mặc trang phục. Trang phục gì nhỉ? Đồ nghi lễ. Đồ nghi lễ của ai vậy? Trường Hồng Bàng. Của Liên đội Trường Trung học Cơ sở Hồng Bàng. Một niềm tự hào của bạn đó. Bây giờ chúng ta cùng tham quan nha. Cô ơi, bây giờ mình đang đi đâu vậy Roco? Mình đi tham quan hai chiếc xe tăng đã hút đổ cổng Dinh Độc Lập. Vậy hả? Hai chiếc xe tăng đó có ký hiệu số mấy vậy ta? Số 390 và 843. Chắc không? Chắc. Ok, vậy giờ đi nha, Roco dẫn đường đi. Roco đã bắt đầu vào cái tầm tuổi mà bắt đầu thích hỏi nhiều và hỏi phải cho ra vấn đề. Điển hình như hôm qua khi mà xem các clip về ở đây, khi mà thấy có triển lãm hai chiếc xe tăng này á, thì Roco mới hỏi má một câu. Cái sự kiện mà hai chiếc xe tăng hút đổ cái cánh cổng ở Dinh Độc Lập này là một cái sự kiện, một dấu ấn rất là đặc biệt. Vậy thì tại sao bây giờ mình lại đi sửa lại cánh cổng của Dinh Độc Lập? Như vậy thì mất hết một phần ý nghĩa lịch sử rồi. Câu hỏi này thì thực sự là má Roco không biết trả lời như thế nào để vừa lòng con cả. Đây là chiếc xe tăng 843 và bên kia là chiếc 390. Đây là sơ đồ của di tích lịch sử Dinh Độc Lập, có tất cả là 8 khu. Mình đã tham quan xe tăng rồi, còn khu vực máy bay F5E, nhà bát giác, sân tennis, nhà hàng cà phê 34, trung tâm hội nghị và cái phòng trưng bày từ dinh Norodom đến Dinh Độc Lập năm 1868-1966. Ngay tại tầng trệt trước khi vào tham quan dinh thì có hai quầy dịch vụ ở đây.
Một quầy là để đăng ký hướng dẫn viên trực tiếp sẽ giới thiệu cho đoàn dưới 25 người với chi phí là 350.000. Và một quầy như quầy mà ba và Roco đang đứng á, thì là sẽ thuê máy cho những cái đoàn nhỏ lẻ mà muốn chủ động hơn trong việc tham quan, thì tới đây có thể thuê máy với giá là 90.000 một máy. Nhưng mà khi nhớ đăng ký là phải đem theo căn cước công dân nha, chỉ cần một người đại diện có căn cước thôi. Với hai dịch vụ này thì chúng ta có thể tham quan Dinh Độc Lập, tham quan các phòng, các điểm một cách rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Mọi người đến đây thử tìm hiểu nha. Bây giờ thì ba sẽ trang bị cho Roco trước. Cái tai nghe ở đây có thể có cái tăng giảm được để phù hợp với cái khổ đầu của từng người nha. Mặt Roco bị đơ rồi. Xin chào các bạn. Và sau khi đã mua xong thì mình sẽ được thuê với đầu mua. Sau khi xong thì sẽ được cái sơ đồ. Có một cái sơ đồ để quay sơ nè. Một cái sơ đồ có rất nhiều số phòng. Để làm nghe, gì Roco? Khi mình muốn nghe phòng nào thì mình sẽ bấm số lên đây để mình nghe thiết trường, thiết mình. Đâu bấm số đâu. Roco che cái tay hết rồi. Như một cái điện thoại thu nhỏ vậy đó. Thì tới phòng nào thì có nghĩa là mình sẽ bấm số phòng đó đúng không? Đúng theo rồi. Sơ đồ thì máy sẽ phát ra đoạn thuyết minh về căn phòng đó cho mình theo dõi rất tiện lợi. Rồi bây giờ sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi đi thôi. Đưa cô test máy coi ok không? Có nghe chưa? Có nghe được chưa? Rồi đi thôi nè. Bây giờ sẽ vào tham quan phòng số 1. Đây là phòng nội các, sẽ thường họp vào thứ tư hàng tuần trong thời chính quyền bấy giờ, để tất cả các người đứng đầu trong hệ thống sẽ cùng họp cùng bàn bạc việc nước. Phòng thứ hai sẽ là phòng đại yến, là nơi tổ chức tiệc. Và tiếp theo chúng ta sẽ vào tham quan phòng khánh tiết. Ở đây có sức chứa tới 500 người. Ở đây để đón tiếp chiêu đãi hay là để ra mắt nội các. Đây là bức tranh ở khu trung tâm của phòng khánh tiết, vẽ quốc tổ Hùng Vương đang cầm bút và viết nên hai chữ Văn Lan. Hơn nhất là lực lượng an ninh quốc phòng trong những ngày lễ Tết, thì trong khi mọi người sẽ sum họp gia đình thì các anh các chú lại phải tập trung quân 24/24 để bảo vệ sự an toàn bình an nhất cho những ngày lễ. Xin cảm ơn tất cả các anh các chú. Phòng Hội đồng An ninh Quốc gia, đây là phòng để mà thảo luận về những kế hoạch quân sự của chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ. Kết nối với phòng Hội đồng An ninh chính là phòng làm việc của Tổng thống. Phía sau chính là bức tranh vẽ về quê hương của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thời bấy giờ. Đây là phòng làm việc của Tổng thống và được bố trí rất là hay ở chỗ là phòng Tổng thống nối liền với một cái cầu thang đi thẳng xuống hầm. Và theo tìm hiểu của má Roco thì tại Dinh Độc Lập này ngày xưa có những con đường hầm nối thẳng ra sông Sài Gòn, nhưng hiện tại thì những con đường này đã bị chặn hết lối rồi. Đây là phòng tiếp khách của Tổng thống với chiếc ghế trung tâm ở trên bệ cao hơn, chính là ghế của ngài Tổng thống ngồi. Phía sau là một bức tường ốp gỗ với ba sọc dài tượng trưng cho lá cờ của chế độ thời bấy giờ. Đối diện với lại ghế của Tổng thống sẽ là ghế chính của chính khách, và hai hàng ghế xung quanh là sẽ là ghế của thư ký hay phụ tá
Mức độ cao thấp và sự chạm trổ khác nhau thể hiện cấp bậc khác nhau của từng người ngồi ở trong căn phòng này. Và bên đây cũng là một phòng tiếp khách của Tổng thống thời bấy giờ. Kiến trúc các song cửa sổ ngày xưa bây giờ trở thành một điểm chụp hình rất là lên ảnh của các bạn trẻ. Chỉ với cái khung vậy thôi á, chứ biết chụp và biết cách chụp thì lên rất là đẹp. Mà mọi người có thấy không, với kiến trúc đó thì đón được ánh sáng rất là nhiều. Suko đang mê mẩn để nghe các đoạn thuyết minh ở đây. Bước ra ngoài đây thì chúng ta có thể nhìn bao quát được cả khoảng sân của Dinh Độc Lập nè. Với cánh cổng lịch sử ngày xưa mà hai chiếc xe tăng đã hút đổ cổng để vào giải phóng Dinh Độc Lập. Đây là chiếc thảm sản xuất tại Hồng Kông năm 1973 và đến năm nay vẫn được bảo quản rất là tốt. Trên tấm thảm to ở trên tầng 1 này thì có khắc hai cặp rồng. Đây là phòng tiếp khách của Phó Tổng thống. Với màu vàng chủ đạo. Bà má Roco rất là thích màu vàng. Đây là phòng làm việc của Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ từ năm 1967 đến năm 1971. Ở trong phòng này còn treo bức ảnh chân dung của bà Đặng Tuyết Mai là vợ thứ hai của ông Nguyễn Cao Kỳ. Đây là phòng sinh hoạt riêng của gia đình Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ở trên đó vẫn còn những chai dầu thơm hồi xưa nè. Đây là phòng ngủ. Mời các bạn cùng tham quan phòng thay đồ của Tổng thống. Hoành tráng lắm luôn. Để mở 0.5 cho mọi người xem nè. Có rất nhiều tủ quần áo, mỗi tủ sẽ là một trang phục khác nhau. Bên đây là tủ giày nữa. Trên tầng 3 này sẽ là khu vực giải trí của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Lên đây rất là mát. Rõ ràng kiến trúc ngày xưa với thiết kế những cái cửa sổ lấy trọn vẹn được ánh sáng và hơi gió từ bên ngoài vào. Tại tầng 3 này hiện tại vẫn còn đang trưng bày một chiếc máy bay trực thăng. Và máy bay này trước đây vẫn thường xuyên đậu ở đây để phục vụ cho việc kinh lý của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ngay sân đậu máy bay sẽ có một phòng chiếu phim. Và theo thông tin được biết thì Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thời bây giờ rất thích xem phim võ hiệp. Bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thường dùng phòng này để tiếp đón các phu nhân của các đoàn khách từ các nơi về. Bây giờ chúng ta sẽ vào tham quan thư viện tại đây nha. Được biết nơi đây là nơi mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thời xưa thường xuyên làm việc mỗi ngày ở tại văn phòng này. Ở tầng này tập trung cho việc giải trí tiếp đón khách của Tổng thống, cho nên hành lang rất là rộng. Và ở đây còn lưu giữ một cây đàn piano, rồi bàn đánh bia nữa. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi lên trên lầu nữa nha. Nằm ngay trên khu vực phòng chiếu phim sẽ là phòng đựng máy chiếu phim.
Thời bấy giờ mà được có một cái phòng máy chiếu phim với những bộ phim, những cái học mà đựng đựng các bộ phim thì rất là hoành tráng, không phải ai cũng có thể xem được. Từ trên tầng 4 này có thể nhìn trực diện hơn chiếc máy bay mà Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thường dùng. Và trên sân có hai khoanh tròn màu đỏ đánh dấu vào thời khắc 8 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 4 1975 thì Trung úy phi công Nguyễn Thành Trung đã lắc chiếc máy bay F-5E ném hai quả bom và trúng đích tại đây. Ở tầng 4 này bây giờ dùng để bán quà lưu niệm với lại nước giải khát. Ngày xưa nơi đây chính là vũ trường dùng cho tổng thống cũng như là các vị quan khách, tướng lĩnh lên đây để mà giải trí khiêu vũ. Phía bên trên cái bục cao đó chính là nơi mà ca sĩ sẽ đứng biểu diễn. Còn sàn ở dưới đây sẽ được ướp gỗ để mọi người có thể khiêu vũ. Bây giờ thì gia đình cô sẽ đi xuống dưới hầm thôi. Đây là khu vực tầng hầm. Nơi đây là trung tâm điều khiển việc chiến tranh vào thời bấy giờ. Dưới tầng hầm này là như một hệ thống truyền tin, thông tin rất là hoành tráng. Bước vào đây rồi tưởng tượng đến không khí ngày xưa khi mà mọi người ở đây làm việc, cảm thấy rất là căng thẳng ha. Ở đây có rất nhiều phòng với từng chức năng, từng nhiệm vụ khác nhau. Rồi đài phát vô tuyến, rồi đài phát đa tần số. Ở đây có lẽ là cái lối ra thông ra sông Sài Gòn á, nhưng mà bị chặn lối đi rồi. Đi vào đây đã bắt đầu được con đường rất là nhỏ nhỏ. Ở đây đang là dưới tầng hầm dưới mặt đất, nhưng mà không khí lưu thông rất là thoáng, rõ ràng kiến trúc rất là tốt. Phòng ngủ của tổng thống ở khu trực chiến đây. Trên màn hình mọi người nằm kế với phòng ngủ của tổng thống ở dưới tầng hầm chính là phòng trực chiến của tổng thống. Ở bên trên có sơ đồ của 4 vùng chiến thuật. Các sơ đồ, các bản đồ, các la bàn rất là nhiều. Tuốt ở bên trên chính là phòng làm việc cũng như phòng ngủ của tổng thống, sẽ được nối một con đường cầu thang trực tiếp đi xuống dưới hầm. Mời cả nhà cùng tham quan bếp chính của Dinh Độc Lập. Rất là rộng luôn. Có lẽ là dụng cụ ở đây toàn bộ là từ inox loại tốt nhất, cho nên đến bây giờ thì hiện trạng vẫn còn được bảo quản, vẫn còn rất là tốt, rất là chất lượng. Xin chào các bạn, và sau khi tham quan xong Dinh Độc Lập
thì mình sẽ đến một địa điểm nữa với giá vé là 65.000. Với tổng giá vé 65.000 thì có thể tham quan Dinh Độc Lập và điểm này nữa. Điểm này có tên là nhà trưng bày. Đây các bạn thấy bên kia là Dinh Độc Lập. Quay qua đây nè Phong ơi. Bên kia Dinh Độc Lập. Còn đây là nhà trưng bày, là cái tòa nhà mà trưng bày. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng tham quan nha. Dạ nha. Cô lại mới có quà rồi đó. Quà đâu, quà đâu. Rồi đi đi, đi đi. Tòa nhà màu trắng phía trước chính là nhà trưng bày đó, đã bao gồm trong giá vé là 65.000. Bây giờ chúng ta có thể vào đây để tham quan. Chào mừng mọi người đến với nhà trưng bày từ Dinh Norodom đến Dinh Độc Lập năm 1868 đến năm 1966, khánh thành vào ngày 9 tháng 3 năm 2018. Đó, khoe quà được rồi đó, lấy ra rồi. Dinh thự này trước đây có tên là Dinh Norodom, ngày 23 tháng 2 năm 1868 thì được chính thức đặt viên đá đầu tiên để xây dựng nên. Nhờ hôm nay đi tham quan nhà trưng bày này mà gia đình Roku mới biết thêm được thông tin này á. Nếu tham quan bên ngoài Dinh Độc Lập khá là nóng với gió trời, tiết trời thì vào trong nhà trưng bày này sẽ được hưởng không khí máy lạnh rất là mát. Mọi người có thể thấy đó, du khách có thể ngồi hai bên để nghe những đoạn phát thanh thuyết minh. Ở trên tường thì có những cái máy chiếu với những hình ảnh thay đổi liên tục. Ở gian phòng nhỏ bên đây sẽ trưng bày những gương mặt Sài Gòn, đó là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp xã hội và xu hướng chính trị thời đó. Có người làm cộng sự đắc lực cho chính quyền Pháp, có người tiếp thu văn minh phương Tây. Mỗi cuộc đời, mỗi câu chuyện của họ làm nên bức tranh đa dạng của lịch sử Sài Gòn cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Đây là vài nét về ông Đỗ Hữu Phương. Theo tìm hiểu thì bây giờ mới biết rõ là ông Đỗ Hữu Phương là một người đã bỏ tiền ra xây dựng trường nữ sinh bản xứ lúc bấy giờ, tức là trường Nguyễn Thị Minh Khai, trường cũ của má Roco đó. Bà Sư Nguyệt Anh, tên thật là Nguyễn Xuân Khuê, tính là con gái của nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Tiếc rằng ở đây không có hình của bà. Kế tiếp sẽ là một nhân vật gắn liền với thương hiệu xà bông Cuba thời bấy giờ. Nghe ông bà ngoại của Roco kể lại thì thời bấy giờ mà được sở hữu một cục xà bông Cuba thì cũng thuộc hàng VIP lắm á. Đó chính là ông Trương Văn Bền. Chế độ chính trị vào thời của Ngô Đình Diệm được xem là một chế độ gia đình trị, bởi vì không chỉ một mình ông Ngô Đình Diệm tham gia vào chính trị mà để củng cố chính quyền mới và tăng cường quyền lực cho bản thân thì ông Ngô Đình Diệm đã phụ thuộc rất nhiều vào những người thân trong gia đình, đặc biệt là bốn anh em trai ruột và kể cả em dâu là bà Trần Lệ Xuân. Ở đây có những cái máy chơi game. Roco và ba đang rất thích thú với chiếc máy này. Hình ảnh ở phòng trưng bày đa phần là hình trắng đen, nhưng mà quả thật là rất rất thú vị để mà có thể tìm hiểu hay tham khảo. Mọi người sẽ thấy điều thú vị ở đây. Đó, trên bức tranh này. À, cái đó là cái gì? Trưng bày hả? Trưng bày những hiện vật của ông Ngô Đình Cẩn. Thú vị ha, trong một bức tranh tổng thể. Thì có những cái hộp nhỏ. Rồi kế bên sẽ là cái gì đây? Ô, một khẩu súng. À, súng rulo.
của bà Trần Lệ Xuân sử dụng. Hay, thiết kế rất là hay. Và như còn nửa bên kia kìa ba. Đâu mở quá con, mở ra. Là cái gì đây? Máy chụp hình. Máy chụp hình Canon Junior. À, máy này là của ông Ngô Đình Diệm. Rồi còn hình như còn một học cuối cùng hả? Đây là gì đây? Cái gạt tàn thuốc của ông Ngô Đình Nhu sử dụng trong phòng làm việc. Em sẽ quay tổng thể bức tranh của cả gia đình ông Ngô Đình Diệm cho mọi người xem nha. Văn phòng hội đồng xã Bình Khánh. Quay một vòng cho mọi người xem. Hoa đặc trưng được sử dụng ngày xưa chính là hoa lai dương đỏ. Rồi máy cassette, chai bia, chai nước ngọt là chai thủy tinh. Những cái hình ảnh trắng đen ở đây đặc sắc và thật sự rất cuốn hút. Trên đây sẽ là hình ảnh của những người nổi tiếng thời bấy giờ như là diễn viên điện ảnh Thẩm Thúy Hằng, nghệ sĩ kịch nói Kim Cương, nghệ sĩ cải lương Mộng Tuyền, diễn viên điện ảnh Kiều Trinh và nghệ sĩ cải lương Thanh Nga. Bên đây là Mộng Tuyền. Đây là Kiều Trinh. Ở dưới cùng là Thanh Nga. Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính mong Tổng thống Ngô Đình Diệm nên lấy lòng bác ái từ bi đối với nhân dân, hãy thi hành chính sách bình đẳng tôn giới, nước nhà vững yên muôn thuở. Thích Quảng Đức. Đây là hình ảnh Ngài Thích Quảng Đức đã tự thiêu vào ngày 11 tháng 6. Đi qua đến khu vực bên đây sẽ là một vài hình tư liệu về thời kỳ xây dựng dinh mới. Cái hình ảnh của Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ nữa. Xin chào các bạn đến với kênh Loco Trải Nghiệm. Và bây giờ là gần 12 giờ rồi. Bây giờ mình phải về nhà ăn trưa. Trưa hôm nay mình sẽ ăn món bún chả giò do bà ngoại mình nấu và chuẩn bị. Khi đến được dùng lập trước ngày 30 tháng 4, mình cảm thấy rất tự hào về chiến thắng lịch sử của quân ta. Và bây giờ mình phải về nhà ăn trưa để còn học bài thi cuối kỳ 2 nữa. Và cảm ơn các bạn đã xem clip này. Nếu các bạn thấy clip này hay thì hãy share, like và đăng ký kênh mình để kênh mình lên 300 subscribe nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúc các bạn cùng cả nhà sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật vui, thật ý nghĩa để cùng chào mừng 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Xin chào và hẹn gặp lại.